Suy niệm lời Chúa, hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2018, thứ ba. Bài đọc hôm nay có tên là Có một vị đang ở giữa các ông. Lời Chúa trong sách Gioan chương số 1 câu 19 đến 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai? Để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói, trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi qua dép cho người. Các việc đó xảy ra tại Betania bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Lời suy niệm. Người ta chỉ lớn lên khi ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm về mình. Người ta chỉ lớn hết mức khi không còn coi mình là trung tâm. Trung tâm được đặt nơi Thiên Chúa và tha nhân. Đức Giêsu đã từng khẳng định rằng trong con cái loài người không ai lớn hơn ông Gioan Tẩy Giả. Gioan lớn vì ông là vị ngôn sứ giới thiệu trực tiếp Đấng Messiah là Đức Giêsu. Một điều mà không một ngôn sứ nào trong Cựu Ước được diễm phúc làm. Nhưng Gioan cũng lớn vì ông đã chấp nhận nhỏ đi. Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Bài tin mừng hôm nay cho thấy cách Gioan làm mình nhỏ lại. Khi Gioan đã nổi tiếng bởi lối sống khắc khổ và lời giảng mạnh mẽ, thì người Do Thái, người Pharisêu, sai các tư tế và các thầy Lê Vi từ Jerusalem đến với Gioan đang làm phép rửa ở bên kia sông Jordan. Họ muốn biết ông Gioan là ai. Gioan đã không nhận mình là Đấng Kitô hay Elia tái giáng hay vị ngôn sứ cao cả đã được ông Môi-se loan báo, mặc dù có người đã nghĩ ông là như vậy. Những lời từ chối của Gioan càng lúc càng ngắn hơn và sắc hơn. Tôi không phải là Đức Kitô. Tôi không phải là không. Gioan từ chối những chức danh mà nhiều người thèm muốn. Bởi lẽ ông biết rõ mình là ai. Khi bị bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời về con người mình, Gioan đã chọn câu của ngôn sứ Isaiah: tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa cho thẳng con đường của Chúa. Gioan nhận mình chỉ là người dọn đường cho một đấng đến sau. Đấng ấy là người ông không xứng đáng cởi qua dép. Cởi qua dép của chủ là việc chỉ dành cho người nô lệ thấp kém nhất. Gioan là người làm chứng tuyệt vời về ánh sáng. Ông là tiếng làm chứng cho lời, là con một Thiên Chúa. Cảm ơn Gioan vì ông mà ta gặp được ánh sáng thật. Cảm ơn Gioan vì tiếng của ông dẫn ta đến với lời của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân. Yêu mến Chúa về và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hạ mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến với con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.